Núi lửa phun trào ở miền nam Nhật Bản, cư dân phải sơ tán. Nhà chức trách Nhật Bản yêu cầu dân chúng ở Kuchino Erabu, một hòn đảo hẻo lánh ở miền nam, di tản sau khi một vụ phun trào lớn làm rung chuyển ngọn núi lửa trên đỉnh Shindaki. Cơ quan khí tượng Nhật Bản nói không có ai bị thương sau khi núi lửa phun trào vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay, thứ Sáu, làm cho những cuộn khói tung bắn lên cao tới 9.000 mét và một dòng nham thạch và đất đá chảy xuống sườn núi đổ vào biển. Hòn đảo này chỉ có 140 cư dân và phương tiện duy nhất để di tản là tàu bè. Lần cuối núi Shindake phun trào là mùa hè năm 2014 và từ đó cho tới nay cảnh báo núi lửa phun trào vẫn được duy trì ở cấp độ 3. Mức cảnh báo đã được nâng lên cấp độ 5 là cấp cao nhất ngay sau vụ phun trào.